Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Hạ vũ khí Việt Trung về hai ngả, họp Trung ương Trọng Bình hẹn hiệp sau. Vâng, thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến liên tục tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống thăm dò đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên 3 tháng qua, và ngày hôm nay chính thức Trung Quốc đã rút tàu khỏi khu vực bãi tư chính, đó là tàu Hải Dương 8. Và ngoài ra trước đó thì Việt Nam cũng đã rút giàn khoan ra khỏi khu vực bãi tư chính. Và truyền thông trong và ngoài nước ngày hôm nay đã đồng loạt đưa tin Trung Quốc đã rút đội tàu thăm dò Hải Dương 8 về Trung Quốc. Và đây là hình ảnh mà báo truyền thông quốc tế đã đăng tải với hình giàn khoan. Trung Quốc rút tàu Hải Dương 8 ngay sau khi giàn khoan Hakuryu 5 kết thúc thăm dò. Đây là hình ảnh của giàn khoan thăm dò nước sâu Hakuryu 5 ngoài khơi bờ biển Vũng Tàu của Việt Nam. Trung Quốc hôm 24 tháng 10 là hôm nay đã rút tàu thăm dò Hải Dương 8 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngay sau khi có thông tin giàn khoan Hakuryu 5 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thăm dò gần khu vực bãi tư chính. Theo dữ liệu hàng hải của Marine Traffic, hôm 24 tháng 10, tàu Hải Dương 8 đang rời khỏi vùng biển của Việt Nam hướng về phía Trung Quốc với sự hộ tống của hai tàu khác. Và để gần lại, các bạn thấy rất rõ là giàn khoan của Nhật Bản đã được Rosneft thuê để khoan thăm dò. Và ngoài ra, những thông tin tiếp theo chúng ta có thể biết thông qua cái việc rút đi của chiếc tàu Hải Dương 8 này. Đây là nhà nghiên cứu Biển Đông Phạm Thắng Nam đã chia sẻ hôm nay hải trình mới nhất của tàu Hải Dương 8 đang rút đi như sau. Khánh Hòa, tàu Khánh Hòa 01015 đã theo tiễn và dừng lại chia tay với Hải Dương 8 tại vĩ tuyến thứ 16. Không phải tại vĩ tuyến thứ 17 mà tên của nó sẽ khắc sâu trong lịch sử của dân tộc, mà lại là vĩ tuyến thứ 16, ông nói. Trong những ngày vừa qua, tàu Khánh Hòa 01015 đã bám sát tàu Hải Dương 8. Hôm 24 tháng 10 năm 2019, Hải Dương 8 chạy nhanh lên phía Bắc và Khánh Hòa 01015 vẫn bám theo. Nhưng đến vĩ tuyến 16 thì Khánh Hòa đã nói lời tạm biệt với Hải Dương 8 và quay đầu trở về với đất mẹ. Hải Dương 8 lúc này đã ở vị trí ngang với biển Đồng Hới và sắp chạm đến vĩ tuyến 18, khá gần đảo Hải Nam. Và để gần lại thì các bạn thấy rất rõ là hình ảnh của Hải Dương 8 đã đi khá xa với vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và gần với đảo Hải Nam. Và đây là việc Trung Quốc đã thực hiện rút tàu Hải Dương 8 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đúng ngày hôm nay. Và đây là đợt thứ tư Trung Quốc đã cho tàu đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò. Và những cái hải trình chúng tôi đã trình bày trước đây với các bạn rất rõ như vậy, đã biết rằng là đường đi của những chiếc tàu Hải Dương 8 này được tính toán rất kỹ và chi tiết trong hoạt động cả 3 tháng nay. Nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam cũng cho biết thêm thông tin về đường đi của những chiếc tàu Hải Dương 8 trong thời gian qua. Vào lúc 3 giờ 20 phút sáng ngày 22 tháng 10 năm 2019 giờ Việt Nam, Hải Dương 8 bắt đầu di chuyển lên phía Bắc theo hướng thẳng đứng song song với các kinh tuyến. Nhiều khả năng Hải Dương 8 sẽ thực hiện đường khảo sát thứ 21 của một phân vùng khảo sát mới được gọi là phân vùng C, thuộc vùng khảo sát thứ 4. Và đây là cái đường đi mà nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ là họ đã định ra đường đi cũng như những lô thăm dò một cách rất chi tiết. Và với việc hơn 3 tháng nay hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì rõ ràng là toàn bộ cái quá trình đo đạc đã gần như được hoàn tất và hôm nay họ đã rút đi. Và động thái rút tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc chỉ được diễn ra ngay sau khi Việt Nam rút giàn khoan Hakuryu 5 ra khỏi vùng bãi tư chính. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ là hình ảnh vệ tinh được cho rằng giàn khoan Hakuryu 5 được kéo ra khỏi khu vực bãi tư chính và hướng vào đất liền. Trước đó một ngày, hôm 23 tháng 10, các nguồn tin không chính thức cho biết giàn khoan Hakuryu 5 của Nhật Bản mà tập đoàn Rosneft của Nga đã thuê thăm dò dầu khí ở lô 061 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam đã hoàn thành và các hoạt động và bắt đầu rời khỏi vị trí. Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 vào thăm dò quanh khu vực hoạt động của giàn khoan Hakuryu 5 từ đầu tháng 7 và gây nên căng thẳng nghiêm trọng mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Đây là bình luận của một tờ báo quốc tế ở nước ngoài. Tuy nhiên, việc giàn khoan của Việt Nam phải rút trước, sau đó Trung Quốc mới rút đi, thì đây là một câu hỏi rất rõ ràng cho việc là hai bên chắc chắn đã có những cuộc thương thảo và để cuối cùng phải hạ nhiệt và không thể có tiếp tục có những biện pháp căng thẳng trên Biển Đông nữa. Và Việt Nam trước đến nay vẫn nói rằng khu vực bãi tư chính là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng cuối cùng giàn khoan của Việt Nam cũng buộc phải rút đi thì Trung Quốc mới rút. Và Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì lại tuyên bố là tàu Hải Dương 8 đã hoàn thành công tác thăm dò tại vùng Biển Đông và không hề nói gì đến phản ứng của Việt Nam cả. Mà đây là việc họ chủ động họ rút đi. Và đây hình ảnh các bạn có thể thấy trong cuộc họp báo ngày hôm nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh hôm nay 24 tháng 10 năm 2019
lên tiếng tại cuộc họp báo thường nhật tại Bắc Kinh rằng hoạt động khảo sát của tàu Hải Dương 8 nay đã hoàn tất, bà nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng xác nhận lại công tác khảo sát của tàu Hải Dương 8 bắt đầu từ tháng 7. Tức là bà đã xác nhận đúng từ đầu tháng 7 họ đã làm việc này và bây giờ hoàn tất, và vì hoàn tất cho nên chiếc tàu Hải Dương 8 này mới phải rút về, chứ không phải có sức ép bất kỳ gì từ Việt Nam mà dẫn đến cái chuyện này cả. Và phía Việt Nam thì chỉ đưa ra thông tin rất sơ sài về diễn biến của Hải Dương 8 rút đi mà không nói gì đến vai trò của lực lượng chấp pháp, cảnh sát biển hay Hải quân Việt Nam trong vụ việc tàu Trung Quốc phải rút đi. Và rõ ràng chúng ta thấy đó, trong 3 tháng qua thì cái đường đi thăm dò của tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống Trung Quốc rất thẳng, rất đều và không, dường như không gặp bất cứ một trở ngại nào của lực lượng chấp pháp Việt Nam. Và chính vì vậy có lẽ những tờ báo trong nước bây giờ lần này đã đăng một cái tin chỉ rất ngắn mà thôi và không ca ngợi những cái thành quả của Đảng hay của nhà nước nữa và của quân đội Việt Nam nữa, mà chỉ nói rằng tàu Hải Dương 8 địa chất rút khỏi vùng biển Việt Nam hướng về Trung Quốc. Tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc đã rút khỏi vùng biển Việt Nam sau 3 tháng xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hãng tin Reuters ngày 24 tháng 10 ngày hôm nay dẫn các dữ liệu từ trang theo dõi hàng hải Marine Traffic cho biết tàu Hải Dương địa chất 8 rời vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hướng về Trung Quốc sáng cùng ngày dưới sự hộ tống của hai chiếc tàu khác. Trước đó, một số thông tin cuối tháng 9, đầu tháng 10 cho thấy nhóm tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Đây là lần thứ tư kể từ tháng 7 nhóm tàu Hải Dương địa chất 8 xâm phạm. Và như vậy là chấm dứt. Và Việt Nam thì thường đăng những chiếc tàu này và gạch chéo một cái thì giống như những dư luận viên mà thôi. Thì những cái này là rất là phản cảm đối với quốc tế khi họ nhìn bức ảnh bị gạch chéo như thế này. Và trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố khu vực bãi tư chính với trên 90% diện tích Biển Đông đều thuộc chủ quyền của họ và yêu cầu Việt Nam phải thu dọn toàn bộ giàn khoan cùng các tàu để rời ra khỏi khu vực này ngay lập tức. Và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố điều đó, nhưng báo chí Việt Nam đã không đưa tin. Và các bạn cũng xem, Bắc Kinh nói Việt Nam vi phạm quyền lợi và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là hình ảnh phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng. Bắc Kinh ngày 18 tháng 9 nói Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của Trung Quốc khi tiến hành khai thác dầu khí đơn phương trong khu vực bãi tư chính kể từ tháng 5 năm nay. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nhấn mạnh rằng Trung Quốc có chủ quyền tại Trường Sa và quyền chủ quyền, quyền tài phán tại khu vực bãi tư chính kể từ đó, và rằng điều này có cơ sở vững chắc về mặt lịch sử và pháp lý. Và như vậy là Trung Quốc nói rất rõ rằng là bãi tư chính là chủ quyền của họ rồi. Phát ngôn viên cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản pháo rằng việc Hà Nội khai thác dầu khí ở bãi tư chính từ tháng 5 năm nay vi phạm thỏa thuận song phương, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, vi phạm điều 5 trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và vi phạm các điều khoản liên quan trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Ông nói, ông cảnh yêu cầu phía Việt Nam phải ngưng ngay lập tức các hoạt động đơn phương xâm phạm để trả lại sự bình yên cho các vùng biển liên quan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc trong các vùng biển dưới quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp, hợp lý và không có gì phải phàn nàn. Và như vậy là họ nói rất rõ về điều này. Và với việc Việt Nam phải rút giàn khoan Hakuryu 5 ra khỏi bãi tư chính thì coi như yêu cầu của Trung Quốc đã được Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo mong muốn từ Bắc Kinh. Và điều đó chúng ta thấy rất rõ, những chiếc tàu khi rút đi, ở đây hiện hình ảnh của nó như thế này, là đi đằng trước thì chúng ta thấy tàu Hải Dương 8 và đi kèm với nó là có hai tàu hải cảnh của Trung Quốc đi theo. Và ngoài ra thì bên cạnh đó chúng ta thấy tàu Khánh Hòa 01015 là đi sau đuôi một chút. Và bên cạnh nữa thì chúng ta thấy tàu Đà Nẵng 09952. Và đây là hình ảnh mà họ đã rút tàu đi và tàu Việt Nam đi theo. Và khi đã đạt được mục đích thì tất nhiên Trung Quốc cũng đã ra lệnh cho những cái tàu hải cảnh khác của Trung Quốc dần dần rời đi. Và Trung Quốc thời gian gần đây đã cải tạo và mở rộng rất nhanh chóng các đảo chiếm được và từ đó ở trên Biển Đông thành những căn cứ quân sự và hậu cần rất lớn. Và từ đây họ có thể điều chiến hạm, tàu hải cảnh, tàu thăm dò đi và đến rất thuận lợi đến tất cả các hoạt động ở trên vùng Biển Đông và đặc biệt trong cả vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Trung Quốc nói rằng là đường chín đoạn và Việt Nam hay gọi là đường lưỡi bò của họ. Đội tàu Hải Dương 8 cũng là một trong các nhân tố này. Nó có thể bất ngờ quay lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bất cứ khi nào và bất cứ chỗ nào mà họ muốn. Và điều đó Việt Nam cần phải đề phòng trong thời gian tới. Và ngoài ra, nhà nghiên cứu biển Đông luật gia Hoàng Việt cũng cho biết thêm như sau. Đây là hình ảnh ông. Đạt được mục đích, Trung Quốc rút tàu Hải Dương 8.
Nhà nghiên cứu Biển Đông, luật gia Hoàng Việt phân tích lý do vì sao Trung Quốc rút tàu Hải Dương 8 sau hơn 3 tháng quấy nhiễu ở Biển Đông. Hôm 24 tháng 10 ngày 2019, tức là hôm nay, thành viên Ban nghiên cứu luật biển và hải đảo thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng Trung Quốc đã đạt được đa mục tiêu sau 3 tháng triển khai các hoạt động của tàu thăm dò địa chất này cùng với đội tàu hộ tống áp tải. Ông cũng bình luận nói mối quan hệ liên hệ giữa sự kiện này với sự kiện hai bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam phát biểu tại diễn đàn Hương Sơn 9 tại Bắc Kinh hôm 21 tháng 10 vừa qua. Nhà nghiên cứu đã đưa ra phân tích và cho rằng Trung Quốc rút tàu có lý do cân nhắc tam giác quan hệ an ninh Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ, đặc biệt trong tình hình Mỹ có các điều chỉnh trên bàn cờ an ninh và chiến lược quốc tế mà trong nội bộ Việt Nam có sự nhận thức mới. Việc kiện Trung Quốc ra tòa án hay cơ quan tài phán quốc tế là một biện pháp và vũ khí cuối cùng, ông Hoàng Việt đã nói như vậy. Và tiến sĩ Hoàng Hợp, thành viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Singapore cũng cho biết thêm thông tin về việc Trung Quốc rút tàu Hải Dương 8 như sau. Đây là hình ảnh tiến sĩ Hoàng Hợp, thành viên Viện Nghiên cứu Chiến lược tại Singapore. Ông nói Trung Quốc không muốn bất kỳ công ty nào ngoài ASEAN khoan dầu ở Biển Đông. Ông Hợp cũng cho biết Trung Quốc chỉ rút tàu sau khi giàn khoan dầu Hakuryu 5 của Nhật Bản hoàn thành việc khoan tại khu lô 061 do công ty dầu khí Rosneft của Nga vận hành. Cũng từ tháng 7, các tàu hải cảnh Trung Quốc cũng hoạt động quanh khu vực có giàn khoan nói trên theo dữ liệu từ trang web Maritime Traffic. Trung Quốc quyết tâm gây sức ép để Việt Nam nhằm chấm dứt hoạt động thăm dò và khai thác dầu chung với các đối tác nước ngoài trong khu vực. Ông đã nói như vậy. Và cũng trong tháng 9, đã có những thông tin Trung Quốc bắt đầu cho giàn khoan nước sâu khổng lồ vào Biển Đông, không loại trừ nó sẽ xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào một thời điểm thích hợp vì khu vực này đã được tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc khảo sát xong. Và hình ảnh của chiếc giàn khoan khổng lồ đó cũng như bài báo đã liên quan đã được quốc tế đăng tải như sau. Trung Quốc đưa giàn khoan Thạch Du 982 vào Biển Đông. Giàn khoan nước sâu Hải Dương 982 còn có tên là Hải Dương Thạch Du 982 của Trung Quốc đã được triển khai hoạt động ở Biển Đông và tại vùng nước sâu 3.000 mét từ hôm 21 tháng 9 vừa qua. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã loan tin vào ngày 25 tháng 9 trong những bản tin của mình. Hải Dương Thạch Du 982 là giàn khoan dầu lớn nhất và tân tiến nhất của Trung Quốc, có thể khoan sâu tới 5.000 mét. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lại thông tin từ tài khoản mạng xã hội Trường An Kiến của Ủy ban Chính pháp Trung Quốc cho biết như vừa nêu, nhưng vị trí của giàn khoan không được tiết lộ. Cũng theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Ủy ban Chính pháp Trung Quốc không cho biết vị trí của giàn khoan này, nhưng tin tức về việc triển khai giàn khoan được đưa trong dịp Bắc Kinh tuyên truyền cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10. Và Trung Quốc cũng bắt đầu chuẩn bị nhóm họp Hội nghị Trung ương thứ tư từ hôm 28 đến 31 tháng 10 năm nay. Và có lẽ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không muốn bị ồn ào ở ngoài Biển Đông, nên việc cả ông và Việt Nam đã cùng có coi thỏa thuận giảm căng thẳng xuống và tạm thời rút tàu và giàn khoan về là một bước đi khá phù hợp trong lúc này. Và đây là hình ảnh thông báo của cuộc họp Trung ương thứ tư của Trung Quốc diễn ra vào ngày 28, ngày 31 tháng 10 tới đây. Các bạn có thể truy cập trên trang truyền thông của Trung Quốc cũng thấy rất rõ. Và tất nhiên ở đây là bản tin bằng tiếng Trung, các bạn không đọc được, nhưng nếu dịch ra các bạn cũng sẽ thấy, tạm thời thấy. Nhưng sau hội nghị Trung ương Trung Quốc họp xong thì rất có thể Trung Quốc lại tiếp tục triển khai các hoạt động thăm dò của mình ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nó cũng có những dự đoán là có thể giàn khoan Trung Quốc sẽ được kéo vào khu vực bãi tư chính để giành lại vị trí khai thác dầu khí từ liên danh giữa Rosneft Nga và Petro Việt Nam. Và điều đó cũng đã được ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở đó. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, các đảo Biển Đông là một phần lãnh thổ, ông nói. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại lễ khai mạc diễn đàn Hương Sơn thứ 9 tại Bắc Kinh hôm 21 tháng 10 vừa qua. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói các đảo ở Biển Đông là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn Hương Sơn lần 9 tại Bắc Kinh hôm 21 tháng 10. Ông Ngụy còn đề cập đến các đảo ở Biển Đông và các đảo Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Các đảo ở Biển Đông và đảo Điếu Ngư là những phần lãnh thổ không thể thay đổi của Trung Quốc. Chúng tôi thậm chí sẽ không cho phép lấy đi một tấc lãnh thổ mà tổ tiên của chúng tôi đã để lại. Ông Ngụy tuyên bố như vậy trên diễn đàn. Và sau tuyên bố này chúng ta cũng thấy cuối cùng thì Việt Nam phải rút giàn khoan Hakuryu 5 ra khỏi vùng bãi tư chính. Và như vậy thì Trung Quốc mới rút tàu Hải Dương 8 đi. Và với chủ trương
cứng rắn của Trung Quốc trên Biển Đông, trước sau họ sẽ thực hiện việc khai thác dầu khí và khẳng định chủ quyền của mình tại khu vực bãi Tư Chính. Việt Nam với tiềm lực quốc phòng rất hạn chế, kinh tế lại phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Nếu vẫn giữ chính sách 3-0 để đứng một mình thì sẽ không thể chống lại được Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Việt Nam cần liên minh, liên kết với các nước dân chủ tại châu Á và trên thế giới để có thể ngăn chặn được mưu đồ bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Muốn được các nước văn minh tin tưởng sự hợp tác này thật sự tốt đẹp thì đất nước Việt Nam cần có tự do. Đây cũng là điều mà hàng triệu người dân Việt Nam đang mong muốn. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Các bạn hãy bấm nút theo dõi của YouTube Thời báo.de cũng như Facebook của Thời báo.de để chúng tôi sẽ truyền tải những thông tin mới nhất lập tức đồng thời đến các bạn để các bạn cùng được biết. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành. Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.